chỉ mấy giây năm Nguyễn Hạnh, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đã lâu rồi em không gọi tên anh ở trên ấy đất lành Hà Quảng, hương trầm nhang vẫn buồn với mấy bay tới tận trời xanh, vào nghĩa trang những giọt sương long lanh và nỗi nhớ muôn vẫn muôn cùng kỳ tân. Anh ở đâu theo gió về bao đón anh về, em có ngại chi đâu. Mấy mươi năm vậy đã cũng đã lâu, mấy mươi năm vậy là cũng đã lâu, mà anh vẫn nơi tuyến đầu tổ quốc. Đồng đội anh đã cùng nhau tiến bước, xây tượng đài bia tưởng niệm khắc tên. Bấy nhiêu năm đồng đội vẫn ở bên để đi tìm những người cha người chưa tìm được. Ở trong em bây giờ một điều ước, ở trong em bây giờ một điều ước, đón anh về cùng đất mẹ ở bên để đi tìm người, những người chưa tìm được. Ở trong em bây giờ một điều ước, đón anh về cùng đất mẹ yêu thương. Vâng, xin cảm ơn tác giả thơ Thanh Hải với bài thơ Người Anh Nơi Biên Giới rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn.